Nghe đồn là S24 Ultra mạnh lắm, lại còn được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 nữa, cộng thêm cả hỗ trợ Ray Tracing. Quá ghê gớm. Để coi trong video lần này ấy, thì mình sẽ test và show ra cho cái hiệu năng của nó, để xem nó có ra ngô ra khoai không nhá. Intro thôi. AnTuTu là điểm số mà mình muốn show ra cho các bạn coi đầu tiên. Vì sao ạ? Vì anh em cứ lúc nào nhắc đến hiệu năng của điện thoại ấy, anh em lại muốn là phải show bằng được cái hiệu năng AnTuTu của nó ra, xem nó cao bao nhiêu, nó hơn được con nào, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ show ra cho anh em coi. Các bạn có thể thấy là điểm AnTuTu của chiếc S24 Ultra này nó lên tới 1,8 triệu điểm. Một con số cũng khá là cao đấy. So với một số máy đến từ thị trường của Trung Quốc ấy, như là Xiaomi 14 mới được ra mắt, thì mình thấy có sự chênh lệch đôi chút, nhưng mà điều đấy nó không đáng kể. Samsung với Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hiện tại cũng đã được trang bị rất là mạnh ở trong giới Android hiện tại rồi. Đây, mình cũng sẽ show kỹ phần biểu đồ nhiệt độ AnTuTu ở trên S24 Ultra cho bạn xem. Nhiệt độ ban đầu trước khi mình test thì đâu đó khoảng tầm 33,7 độ C. Nhiệt độ máy này mình đang test ở trong phòng đang có máy lạnh, nên là anh em lưu ý kỹ giúp điều này nha. Và sau khi mình bắt đầu test nhiệt độ ấy, thì nó cũng tăng dần từ 33,7 độ C lên 40 độ C, tăng 6,3 độ C cho bài test 3D. Anh em cùng xem biểu đồ khoảng đấy là nhiệt độ nó sẽ tăng. Còn từ 40 độ đổ xuống 37 độ C ấy, thì các bài test phần mềm nhẹ nhàng từ Galaxy S24 Ultra cũng không cần mất quá nhiều sức để test cho mấy bài test này. Nhưng có một điều anh em cần lưu ý ấy, là ở 40 độ C thì máy nó đã bung ra được hết tất cả sức mạnh rồi. Và mình còn nhớ rằng là ở cái con chip Snapdragon 8 Gen 1 hay là 888 thì nó còn lên tới khoảng gần 50 độ C, và thậm chí nó lên tới được trên 50 độ C nữa cơ. Nên theo mình đánh giá, đây sẽ là mức nhiệt độ mát mẻ. Có vẻ như Samsung đã tối ưu lại con chip này và nó cho ra cái nhiệt độ tốt hơn, ổn định hơn rất là nhiều trước khi Samsung chưa từng hợp tác với Qualcomm. Để mà nói, One UI 6.1 năm nay Samsung đã tối ưu quá tốt về phần mềm cũng như cộng với cả hiệu năng. Trải nghiệm vuốt chạm hàng ngày của mình kết hợp với các ứng dụng mà mình sử dụng ở đây ấy, thì có nhẹ, có nặng, đều đưa ra trải nghiệm rất là mượt mà. Đây cũng là một phần mà Samsung đã khẳng định được vị thế của mình ở ngoài thị trường. Và khi mà ra ngoài, các bạn có thể thấy là rất nhiều người dùng Samsung, từ phân khúc giá rẻ cho tới cao cấp. Và Samsung đã tối ưu hóa được cái thiết bị của mình, cũng như là nâng cao được cái trải nghiệm hàng ngày của người dùng. Ngày trước ấy, thì mình cũng mong muốn là mình muốn sở hữu một cái máy nó có cấu hình cao này, RAM cũng phải lớn để có thể phục vụ cho cái nhu cầu chơi game của mình. Nhưng khi mà mình mua máy về dùng ấy, thì mình cảm thấy cái nhu cầu của mình đã thực dụng hơn rất là nhiều. Cái mình cần là sự ổn định của máy và đáp ứng được cho nhu cầu tác vụ hàng ngày của mình, thay vì hard code về cấu hình hay là chơi game gì cả. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Cứ cái gì liên quan đến Galaxy ấy, thì nó sẽ được tối ưu. Và tối ưu ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ tối ưu được tất cả các tác vụ hàng ngày thao tác của anh em, như là ở về camera này, hay là thao tác vuốt chạm, cũng như là Galaxy AI nữa. Hay là kể cả khi mà anh em chơi game ấy, thì nó cũng sẽ tối ưu được cái hiệu năng và nhiệt năng khi mà anh em chơi game. Với Galaxy S24 Ultra thì tốc độ chụp hình cũng đã được cải thiện hơn rất là nhiều, khi mà mình có thể chụp được liên tục nhưng vẫn không gây ra bất kỳ hiện tượng giật lag nào. Đối với một số dòng kể cả điện thoại flagship cũng vậy, cứ cho là nó chụp hình đẹp hơn cả Galaxy S24 Ultra đi, nhưng mà cái tốc độ xử lý của nó thì rất là lâu. Đôi khi anh em muốn chụp nhanh một khoảnh khắc, hay là bắt chọn một thứ gì đó mà lúc máy nó đang xử lý ảnh ý, anh em lại di chuyển nhích cái tay một xíu, thì ảnh nó sẽ bị trở nên bệt và nhòe. Cũng chính bởi vì vấn đề chụp và nó xử lý hình ảnh chậm mà ra. Không phải tự dưng Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy lại được đặt tên như thế đâu anh em ạ. Vấn đề khi mình trải nghiệm quay chụp camera hàng ngày của mình ý, thì cũng không gặp bất kỳ hiện tượng nóng máy, hay là nóng đến mức phải đóng camera chẳng hạn, hay là chuyển cảnh qua lại giữa các chế độ có một sự delay nhẹ. Điều này cũng không hề xảy ra trên Galaxy S24 Ultra. Về vấn đề render hiệu năng hàng ngày ấy, thì nó không chỉ thể hiện qua một số các tựa game hay là điểm số đâu các bạn. Điều đó còn được thể hiện thông qua các tác vụ mà anh em sử dụng hàng ngày, thì máy thể hiện có được mượt mà hay như thế nào không nữa. Ví dụ mình sẽ load vào web FPT Shop và có rất nhiều hình ảnh và hiệu ứng chạy liên tục cho anh em xem. À mà quên, cho mình xin ít phút khi mà nói về chương trình khuyến mãi, bao gồm là quà tặng lên đến 10 triệu loa tháp Samsung Sound Tower mới T70 và giảm tới 2 triệu đồng, hoặc là giảm ngay 5 triệu đồng cho anh em kèm ốp lưng chính hãng và bảo hành Samsung Care là 1 năm. Ok, quảng cáo xong rồi, mình sẽ mở luôn trình duyệt ở dạng máy tính cho anh em xem thử nha. Lúc mà mình lướt như này ý, thì hiệu ứng cũng như là render của máy cũng khá là nhiều, cho chúng ta một cảm giác rất là mượt đấy chứ. Hiệu năng thể hiện không chỉ ở một cái gaming mà nó còn ở rất rất nhiều các tác vụ hàng ngày mà anh em cần dùng nữa nha.
Mình cũng đã tải một số tựa game như là Genshin Impact này, Liên Quân hay là PUBG để có thể test cho anh em coi. Thì bây giờ anh em hãy cùng nhìn thử nhé. Mức setting mình đặt cũng ở mức cao nhất và nó có thể chạy được ở mức là 60 FPS. Trong lúc mình combat thì máy cũng nóng lên khá là nhanh, nhưng mà nó không đến nỗi khiến cho mình cảm giác là khó chịu. FPS tất nhiên là nó sẽ không ổn định được ở cái mức là 60, nhưng đối với mình, trong suốt cái quá trình mình chơi game ấy, thì hiện tượng giật lag nó không xảy ra quá nhiều, và nhiệt độ nóng lên ấy, thì mình cũng tạm chấp nhận được. Chốt lại thì S24 Ultra này nó có mạnh hay không? Đối với mình thì cái hiệu năng cấu hình của nó mang lại thì nó thực sự mạnh. Với trong phân khúc mà các điện thoại khác nó sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 3 ấy, thì nó không phải là cái con điện thoại mạnh nhất, nhưng đối với mình là nó có thể sử dụng đủ và đáp ứng đủ tất cả nhu cầu cao của mình, từ chơi game, các thao tác tác vụ hàng ngày này, hay là dùng nó để có thể làm việc cũng như là quay video cũng như là edit các thứ ấy. Thì mình cảm thấy rằng là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được ok cho mình. Nhưng mà trừ việc chơi game nhá, cái máy này nó sẽ không phù hợp cho những anh em nào hay là anh em game thủ có thể đánh giá nó để có thể chơi game. Tại vì là mình cũng hay chơi game, mình cũng có thể hiểu một phần đó chính là cái điểm yếu của nó, của Samsung ấy, khi mà các bạn chơi game mà nó có các cạnh góc vuông như thế này, khi mà các bạn chơi ấy, thì nó sẽ bị cấn tay và đau tay rất là nhiều. Và mặc dù nó đã được trang bị cái phần viền nó là titan rồi, nó sẽ nhẹ hơn được 2g thôi, nhưng mà anh em cầm hay là chơi lâu ấy thì nó cũng sẽ bị mỏi tay. Đó là những cái mà mình cảm nhận được khi mà mình sử dụng nó và trải nghiệm nó hàng ngày. Còn anh em nghĩ sao về cái chiếc S24 Ultra này thì cứ comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của FPT Shop nha.